Rồi sư cho con hỏi, khi mình đã quy y Tam Bảo rồi thì mình không thờ những vị thần khác phải không? Mình xây nhà mình có cần xem phong thủy không? Và cúng sinh đất thổ địa đất đai tại mình cất nhà hay không? Có nghĩa là mình xây nhà thì có cần phải cúng kiến gì hay không? Coi như là sư xì dụ đi. Sư tiết lộ cái này. Hồi nhỏ đó, sư nhờ một cái vị, sư nhờ ông bác. Ông bác có nghĩa là anh của ba, cũng là thầy, xem bói, xem tướng, coi phong thủy, coi địa lý, rất là chính xác nha, rất là chính xác. Có nghĩa là nhìn một người đó xem một hồi là biết là quá khứ là người này đã từng như thế nào, là biết chính xác luôn á, nói là nói chính xác, coi thấy đất là coi là chính xác. Rồi nói khi mà nói là anh đi là trong thời gian nào đó anh sẽ gặp cái chuyện này chuyện này chuyện này, rồi anh phải giải quyết cái chuyện đó như thế nào là hoàn toàn là chính xác. Và sư phải nói là sư nhờ cái người bác này một cái người ơn rất lớn khi mà nuôi sư lớn lên, từ từ cái thuở bé, mới đẻ ra chưa biết gì cho đến cái tuổi trưởng thành là hoàn toàn nhờ cái người bác này làm thầy xem bói xem phong thủy, mình nhờ như vậy sư lớn lên. Thành ra đó cái nhìn của sư thì nó không có cực đoan đến mức là sư hoàn toàn sư phủ nhận. Và tuy nhiên là sư nói này không có nghĩa là sư quảng cáo ha, thành ra là có hỏi thì sư cũng không 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 có chỉ đâu. Cái sư muốn nói là gì, sư không cực đoan đến mức sư phủ nhận cái chuyện mà xem bói chuyện xem phong thủy là nó có chứ bạn không có. Nhưng mà người học Phật á, quý vị nên hiểu như thế này, dù cho cái vị trí cái đất đó đó nó có đi chăng nữa, nó đúng đi, nó gọi là nó phong thủy bảo địa đó, nó có long mạch đó, chẳng hạn như vậy đi chăng nữa, thì mình có phước mình hưởng nó hay không nó mới quan trọng. Đấy. Có nhiều người đó, có nhiều người họ ở trên một cái đất rất là tốt, nhưng mà cái đất đó phải là một cái người hưởng được cái phước thì họ mới tốt, chứ còn mà mình không có phước á thì mình có ở trên đó thì nó cũng vậy thôi. Thành ra đó, cái chuyện mà phong thủy đó, cái điều quan trọng nhất vẫn là ở do mình. Hoặc là thí dụ như là mình coi đó, mình nói là trong sang năm thì có quý nhân phù hộ, mà sang năm đó mới đầu năm đầu tháng đó, mình ăn nhậu cho đã, mình chơi cờ bạc cho đã, rồi có đứa nó chơi nó gian lận rồi mình tức mình lên mình cầm dao mình lụi người ta, thì coi như là nguyên năm đó là mình chui vô trong trại giam mình ngồi, thì phú quý nhân phù hộ ở đâu ra nữa, hiểu vấn đề không? Có đôi khi đó, cái cách sống của chúng ta nó sẽ quyết định cái đời sống của chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, nó vẫn tốt hơn là chuyện chúng ta trông chờ vào cái chuyện là coi ngày coi giờ rồi xem phong thủy rồi này nọ. Sư nói một cách công tâm, không phải là không có chứ không phải không có, sư nhờ nó sư lớn lên không phải không có, nhưng mà cái phước của mình nó vẫn quan trọng hơn. Còn cái chuyện là mình có cần phải cúng sinh thổ địa đất đai hay không đó thì nó lại là một cái vấn đề như thế này. Có những nơi đó mà các cái hàng phi nhân họ họ đang ở. Phi nhân là gì? Có thể là một vị trời bậc thấp, hoặc là một cái hàng mà ngạ quỷ, hoặc là một, nói chung là không phải loài người thì mình gọi nó là phi nhân, có cả ở trên ở lẫn ở dưới. Nếu như đó là một cái vùng đất mới đó thì có khi thôi, không chắc chắn, có khi thì nó cũng có cái chỗ ở của họ. Cái việc mình động thổ mình xây cất đó thì có đôi khi là mình sẽ đụng chạm đến chỗ ở của họ. Thành ra những cái phong tục nó không phải không có nguyên nhân. Có đôi khi vì để tránh cho cái sự mà đụng chạm đến chỗ ở của họ đó,
thành ra nó mới có một cái là gọi là cái lễ động thổ, nhưng mà thời nay thì nó không, người ta quên mất đi cái ý nghĩa ban đầu, và ngay cả cái thủ tục đó thì nó cũng sai lầm. Đó là gì? Chúng ta có thể chúng ta làm một cái buổi gọi là một cái buổi cúng dường, cúng dường đối tượng đó có thể là những người nghèo khổ hoặc là những cái vị mà tu hành có giới hạnh. Chúng ta làm một cái bữa gọi là trai đàn cúng dường như vậy đó, rồi chúng ta đem hồi hướng cái phần phước đó cho những cái loài chúng sanh ở xung quanh đó, mong cho họ được sự an vui. Và nếu như cái việc xây cất mà có động chạm đến chỗ ở của họ đó thì mong quý vị hoan hỷ dời nhà đi chỗ khác, hoặc là tôi sẽ dành cho quý vị một cái chỗ mà nó cúng kiến sạch sẽ cho đàng hoàng đấy. Và cái chuyện mà mình thờ phi nhân nó như thế nào, thần tài thổ địa rồi long thần hộ pháp như thế nào đó thì ở cái câu hỏi trước sư đã trả lời rồi. Nếu như mà không nhớ thì quay trở lại nghe lại ha.